Hello, xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ nhé. Thì mọi người ơi, như vậy là trong một thời gian cũng rất là dài rồi, mình không thể ra video cho mọi người xem được. Lời đầu tiên thì mình cũng xin lỗi tất cả mọi người rất là nhiều. Và cái lý do này thì nó cũng khá là dài, thế cho nên là mình sẽ chia sẻ ở những cái video tiếp theo của mình mọi người nhé. Còn ngày hôm nay, mình có một tin vui muốn thông báo đến tất cả mọi người là bắt đầu từ ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại làm ẩm thực, làm clip, những clip hài và những clip ẩm thực cho mọi người xem. Thì mình lại làm ở trên kênh mới mọi người ạ. Tên kênh của mình là Đức Sơn Vlog. Và cái kênh mới này mình sẽ làm xoay quanh về cái chủ đề ẩm thực và những chủ đề hài hước chôn cho mọi người xem. Thì ngày hôm nay mình cũng rất là vui khi được ngồi đây và tâm sự với mọi người, cũng như là cái video đầu tiên trên kênh mới, cũng như là mình làm lại từ đầu mọi người ạ. Thì mình cũng mong là sau khi mọi người xem cái video này của mình thì mọi người hãy ấn nút đăng ký kênh ở bên cạnh, cũng như là ấn vào quả chuông để cập nhật những cái video mới nhất từ mình mọi người nhé. Thì sau ngày hôm nay mình sẽ làm đều video cho mọi người xem luôn. Thì sắp tới mình sẽ phát triển cái kênh Đức Sơn Vlog này cùng em trai của mình là Đức Hoàng Vlog và cháu của mình là Ngọc Trinh, cũng như là vợ của mình là Su nữa. Bọn mình sẽ cùng cố gắng để làm ra những cái video hay và chất lượng nhất để gửi đến tất cả mọi người. Thì cái video ngày hôm nay mình cũng xin dừng ở đây thôi. Cũng mong là mọi người sẽ luôn ủng hộ mình mọi người nhé, cũng như là mọi người sẽ bật nút đăng ký kênh và bật quả chuông để theo dõi những cái video mới nhất từ mình. Còn bây giờ thì mình xin chào tất cả mọi người nhé. Bye bye. Anh Hảo Hảo đi. Đấy, quả này nó hơi chín anh Sơn nhở? Ừ. Nhưng quả này thì chín hẳn luôn. Mình mời mọi người nhá, quả rất là ngon luôn. Wow.